bảo vệ cầu thủ. Ơi, hỏng hết vàng rồi, hỏng hết vàng hiệu rồi, trừng mặt đời tại kia, tại con bé kia. Cầu thủ, con làm sao? Đừng. Ôi. À, tại cậu chủ ấy, cậu đeo kia vàng lặng quá đấy mà. Cái gì? Mày bảo tại ai? Hả? Tại nó. Mày còn đứng đây làm gì nữa? Bắt tao đàn đi. Thế này mà tao đàn cho mình. Quân tử sĩ, bỏ tao ra, mày bỏ tao ra thì không bảo. Mày làm gì vậy? Mày, chính mày làm hết bẩn hết quần áo của cậu chủ tao. Cái áo 3 triệu, cái quần 6 triệu, đôi giày. Ê! Da cá sấu 5 triệu. Bây giờ đền tiền cho cậu tao đi. Ôi giời ơi, chỉ là bộ quần áo mặc trên người thôi mà, mặc cái gì chả được, mà sao đắt thế? Eo ơi, tận mấy triệu một cái áo một cái quần. Tớ làm gì lấy tiền đâu ra mà đền cho các cậu. À, hay là tớ bảo này, tớ đền cho cậu cái nón này nhá. Cái nón này là nón mới nhất của tớ rồi đấy, vừa mới mua 2 tháng trước thôi. Cái nón rách này thì làm được cái gì nhỉ? Ôi, mày nghĩ bọn tao là ai? Thiếu gia mà phải đội nón rách á? Đi quân, vệ sĩ, nó không có tiền đền cho chúng mình đâu. Về. Đúng là hai thằng điên hay sao ấy? Cái nón vẫn còn lành lặn thế này mà không lấy. Mà tự nhiên người ta đang ngủ ở đây, va vào chân người ta, thế mà lại còn bắt người ta đền, mà điên. Tự dưng bây giờ lại đói bụng mới chết cơ. Phải đi tìm cái gì để ăn mới được. Sách báo cũ rồi, không còn gì để ăn cả. Xiên gì đây ta? Chắc là nãy có người ăn bánh tráng trộn ở đây rồi. Chả có cái gì để ăn cả mà bụng bây giờ đói meo rồi. Tại mấy cái thằng điên kia ấy, làm mình cãi nhau với nó mệt hết người. Nếu mà không tốn sức vì cãi nhau với bọn nó, phải đến trưa nay mình mới đói cơ. Mẹ ơi. Ôi dồi ôi, trời đất thế nào mà không có một tí gọn gió nào nhỉ? Mà mày không đấm lưng cho tao đi, mày còn khoanh tay thế à? Khoanh tay làm cái gì? Đấm mạnh vào. Mà con vệ sĩ này, tao với mày bây giờ thi một trò chơi xem ai thông minh hơn ai đi. Chơi không? Nhưng mà em ngu lắm cậu chủ à, em làm gì dám so kiến thức với cậu chủ. Chơi đi, sợ gì? Nếu mà mày thắng á thì mày được 10 triệu luôn. Ngược lại, wow, nếu mày thua thì mày chỉ mất cho tao có 1 triệu thôi. Chơi không? Chơi. Để tao hỏi mày trước nhá. Chắc chắn là câu này mày không biết đâu, tại vì kiến thức uyên thâm ở thế giới làm tao mày biết được, đúng không? Tao hỏi mày này, ai là người đầu tiên đặt chân lên vũ trụ? Trả lời nhanh lên, gãi đầu gãi tai thì không biết à? Cậu chủ từ từ. Không biết thì đưa 1 triệu đây. Câu này em biết. Biết à? Là ông Gagarin. Ôi giời ơi. Tiền.
Tưởng mày ngu thế mà thông minh phết nhỉ. 1-0 nhá. Bây giờ đến lượt em này. Rồi mày đố đi. Đố cậu chủ này. Con gì nên đổi bằng 2 chân xuống đổi bằng 3 chân? Đấy, thế mới khó chứ. Ôi, câu này khó khó, cậu chủ chắc không biết đâu. Kiến thức của tao như kiểu Google thế mà câu này cũng thế nào nhỉ? Mà mày hỏi khó thế, ai mà trả lời được? Thế đáp án là gì? Là con quái vật đấy. Đúng mà tao không nghĩ ra. Mày thông minh hơn tao tưởng ấy. Để tao lấy tiền trả mày. Ôi giời, tao đại gia thiếu gì tiền. Ví tao đâu rồi? Mày có cầm ví của tao không? Không. Thế đâu rồi? Thế? Thế mày đi gần tao mà không nhìn thấy ví của tao à? Không. Thế sáng nay cậu chủ có đúc ví đi không? Tao có đúc ví đi, ví của tao có 100 triệu không à? Ôi. Thế hay là con bé sáng nay mình vớ phải? Ừ nhờ. Đúng rồi. Tao nhìn mặt con đấy tao thấy gian gian rồi. Ừ. Thôi đi. Để tao nghĩ xem nào. Đúng rồi. Lúc tao ngã kéo rơi ví ra nó lấy của tao rồi. Ừ. Tao với mày sang bắt nó phải trả tiền cho tao. Đi luôn, đi. Ý, vẫn còn nóng là còn nặng nữa. Chắc chắn là vẫn có đồ ăn ngon này à. Wow, cơm đùi gà. Vẫn còn nhiều cơm như thế này mà miếng gà ấy vẫn còn nguyên như thế này cơ mà. Vẫn còn ăn được. Nhưng mà tay mình bẩn quá, bây giờ mình phải đi rửa tay trước khi ăn đã. Ra chỗ này ăn. Được rồi. Ôi trời ơi. Mát mẻ. Đúng là cái chỗ yêu thích của mình có khác. Đùi gà rất là thơm này. Nhưng mà hơi nguội thì phải á. Cơm vẫn còn nóng hổi. Không có đũa bây giờ làm nào nhỉ? Đi cầm tay chứ còn làm ra nữa. Ui, đùi gà thơm đấy. Ngon quá. Này con bé kia, trả ví cho cậu chủ tao. Ví nào của cậu? Tớ có lấy ví nào của cậu đâu. Mày đang ăn cái gì đây? Mày không lấy tiền mà có đùi gà ăn sang thế này à? Đùi gà này á, tớ lấy ở đâu ấy không quan trọng. Quan trọng ấy là tớ không lấy tiền của hai cậu. Tớ không biết tiền của hai cậu là tiền đâu nhá. Thế là để tớ ăn cơm. Đã ăn cắp rồi còn giả mồm. Vòng vo à? Có thích vòng vo không? Nghe đây này. Thứ nhất, tớ không lấy tiền của cậu. Bởi vì ấy, nếu mà tớ lấy tiền của cậu ấy thì giờ này tớ đã cao chạy xa bay rồi. Không còn ngồi ở đây để cho hai cậu đến tìm và bắt nạt tớ nữa nha. Thứ hai, vị trí tiếp xúc ấy, của tớ với cậu là ở chân. Phạm vi tiếp xúc rất là nhỏ. Thời gian tiếp xúc lại rất ngắn nữa, có 0.05 tích tắc mà thôi. Thời gian đó chưa đủ để tớ có thể lấy tiền, lấy ví của cậu. Thứ ba, quan trọng nhất là bây giờ ấy, cậu nên kiểm tra cái quần của cậu, xem là túi quần của cậu có bị thủng không, rồi hãy hỏi tớ. Ô, túi thủng thật, sao nó biết hay nhở? Rõ là mệt người ấy. Không thấy ví à? Theo đường chim bay, nếu mà túi quần của cậu thủng ấy, chỉ duy nhất có một con đường mà ví có thể rơi ra, đó là ống quần của cậu. Cậu nên kiểm tra ống quần của cậu nhá. Ui, may quá, tớ tìm thấy ví rồi. 100 triệu ở trong ví này đấy. Ui,
Cảm ơn cậu nhá. Thế mà từ nãy đến giờ tớ cứ nghĩ là cậu ăn trộm của tớ. Mà cậu đang ăn cái gì đấy? Cho tớ ăn chung với. Đây là cơm gà của tớ. Cơm gà? Ôi, cơm gà tớ cũng thích ăn lắm. Cậu có thể cho tớ ăn một miếng được không? Ngon lắm ấy. Rồi, tớ sẽ cho cậu ăn. Ngon. Nó có mùi gì ấy nhỉ? Mùi gì? Mùi gà. Chắc là cậu chưa ăn gà bây giờ nên cậu không biết mùi gà như thế nào. Đùi gà của cậu nó bả đấy mà. Ăn nó cứ mềm mềm kiểu nhão nhão, kiểu bột bột kiểu gì ấy. Hay không phải là đùi gà? Đùi gà bình thường tớ ăn khác cơ mà. Khác đâu mà khác. Ngon này còn bảo chê. Đùi gà này không ngon đâu. Rồi. Cậu mua ở đâu, bao nhiêu tiền? Đùi gà này 15.000 đấy. Không phải tớ mua đâu, tớ bắt được luôn. Nhưng mà tớ đã từng ăn một cái đùi gà y hệt như này 15.000. Thế á? Nhưng mà tớ thấy đùi gà này như kiểu là hỏng rồi ấy. Không ngon tí nào hết. Hỏng đâu mà hỏng. Vẫn còn ngon như thế này mà cậu bảo hỏng à? Đây là cái đùi gà ngon nhất từ trước đến giờ cậu ăn à? Ừ. Cậu chưa thấy cái đùi gà nào ngon hơn thế à? Gà nào mới giống gà nào? Thôi tớ bảo này, để báo đáp, cậu tìm lại ví cho tớ ấy. Tớ mời cậu về nhà tớ, tớ cho cậu ăn gà. Một bữa tiệc gà rán luôn, cực kỳ ngon. Bữa tiệc gà rán, có nghĩa là rất nhiều gà. Đi không? Đi luôn, đi, đi luôn. Luôn, đi. Đây là tiệc gà mà tớ chiêu đãi cậu đấy. Wow, gà gì mà nhiều vậy? Rất nhiều loại gà rán luôn, cậu chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Tớ chưa nhìn thấy bao giờ luôn ấy. Ngon thế mà nhiều món nữa. Thế thì cậu ăn đi, không phải ngại đâu, ăn thật nhiều vào. Ít tớ cầm tay ăn nhá. Ok luôn, cậu thích ăn gì cũng được. Có giống gà của cậu không? Giòn thế. Ngon hơn hẳn gà của tớ luôn. Nếu mà gà của tớ ấy mà xếp ở tầng thứ 1, gà này nó phải xếp tầng thứ 100 luôn á. Ngon hơn nhiều luôn đúng không? Mà mùi rất là thơm. Thơm hơn là thơm này. Thịt gà này rất là ngọt nữa cơ. Vỏ gà này rất là giòn luôn. Trời ơi, đúng là đầu bếp siêu sao nào nấu được món này quá là tuyệt vời luôn. Uầy, hả? Gà rán này của cậu ấy, cậu nấu kiểu gì mà ngon ấy? Tớ làm gì phải nấu đâu, nhà tớ có đầu bếp nấu cho mà. Nhưng mà mấy món này đầu bếp là tớ mua ấy, không phải là tự làm đâu. Mua à? Mua đấy. Trời ơi, tớ ăn nhiều cũng chán lắm rồi. Trời. Cậu ăn thật nhiều vào. Ăn đi à Sam. Tớ no quá rồi ạ. No rồi à? Thế có ăn được nữa không? Ngon lắm ấy, nhưng mà tớ ăn nhiều quá rồi. Cậu không ăn được nữa thì tớ bảo đầu bếp lên dọn đổ hết cho chó nhá. Cái gì đổ cho chó? Ừ thì không ăn nữa thì chả bỏ đi để ăn đau bụng à. Ui, tớ bảo này, đừng đổ phí lắm. Bây giờ tớ bảo cậu này, gấu thiếu gia, tớ bảo cậu nhá. Bây giờ ấy, đằng nào cậu cũng đổ cho chó đúng không? Thế thì ấy, bây giờ cậu cho tớ mang về. Tớ mang về tớ cho chó cho tớ. Ừ, thế cậu thích thì tớ bảo này, mang túi lên đây cho cậu mang về nhá. Được rồi, tớ mang về nhá, để xong rồi tối tớ ăn. Rồi.